Hello anh em nhá, hôm nay lên sóng cho bác một em siêu phẩm này các bác ơi. Đấy, đuôi xòe trên cánh này, chim đang trong thay quá trình thay lông dở các bác nhá. Nhưng mà hàng rất là VIP luôn, dành cho anh em nào thích xòe đuôi trên cánh này các bác này. Nói chung là một em họ mi đẳng cấp các bác nhá. Em này căng chơi cánh ôm cóng luôn các bác ạ. Ôm cóng cực kỳ dã man luôn các bác nhá. Ở trên bản em bắt là đã ôm cóng rồi, nhưng chim mới về chỉ như này các bác ơi. Đấy, các bác có thể thấy cánh đuôi rất là VIP luôn. Em này mà xong lông thì cực kỳ ok luôn các bác. Chim đang trong quá trình thay lông nhá, nhưng mà điện đóm rất là căng các bác. Dáng ngũ trưởng, bóng bộ cực kỳ đẹp các bác nhá. Anh em nào bộ kết em này thì alo cho em nhá. Đấy, các bác ôm cóng đi chưa. Rất là đẹp quá. Chú ý rồi nhá. Anh em làm em này về chơi này, chấm hết luôn các bạn. Hot thì cực kỳ về ok các bạn nhá. Chim thuần 85-90% rồi các bạn. Cao cầu, hot tốt. Đuôi xòe chơi cánh các bạn nhá. Đầu mặt thì em này cực kỳ đẹp luôn. Tí nữa em sẽ quay sát đầu mặt cho các bác xem. Các bác mà mang em này về thì em nói thật sự các bác khỏi phải nghĩ luôn. Em quay đầu mặt cho các bác xem nhá. Họa nét đầu mặt led căng đét lên đẹp luôn các bác. Đây các bác thấy đầu mặt nhá. Đấy, đầu mặt đẹp chưa các bác? Đầu mặt cực kỳ đẹp nhá. Đấy. Chấm hết luôn các bạn. Các bạn thấy đầu mặt đẹp chưa? Đây chân này các bạn này. Chân này. Chân chim này hơn 25 lồng các bạn nhá. Đấy. Đấy, quay tương đối cho các bác thấy nhá. Rồi giờ sẽ quay cho các bác nghe hot nhá các bạn nhá. Đây các bác nha, em sẽ quay lại đầu mặt cho các bác nha. Khi chim nó tính rồi quay lại đầu mặt cho các bác thì nó dễ hơn các bạn. Con này VIP đấy các bạn. Con này hàng VIP đấy các bác nha. Đầu mặt đẹp lắm các bạn, không chê được tí nào luôn. Họa nét căng nét này đẹp luôn.
Đây, chim mặt quay đầu rồi các bạn. Quay các bác. Cái chân này các bạn này. Một em họ mình không thể chê được các bác nhá. Bác nào buộc kết thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Và các bác ơi, video em đến đây xin phép kết thúc nhá. À, bác nào bổ kết thì alo cho em nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.